Waseku xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cầm cao 7 chỗ máy dầu. Luôn là một cái sự lựa chọn được rất nhiều anh chị và các bạn quan tâm để một chiếc xe vận hành di chuyển ở các cung đường khó, đường đồi, đường đèo mà lại đảm bảo an toàn, thì cái chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn mình lên cân nhắc với chiếc Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu, xe sản xuất là năm 2021, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, với ngoại thất là màu đỏ cam, nội thất ghế da màu đen. Với những cái chi tiết ở phần đầu xe thì nó sẽ nổi bật cho anh chị và các bạn như là hệ thống cảm biến phía trước với bốn con mắt cảm biến, có 6 con mắt cảm biến này anh chị ạ. Và đèn chiếu sáng của chiếc xe được thiết kế với dạng bóng đèn mới rồi, thiết kế bóng đèn vuông, và những chi tiết đèn LED được thiết kế bên cạnh tạo điểm nhấn. Dọc thân xe thì ta có thể tham quan về cái bộ dàn chân của chiếc xe với được bộ mâm kích thước là 20 inch. Dàn lốp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là dày dặn. Với cái phần bậc lên xuống của chiếc xe thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn dạng là bậc cứng. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương. Những phần tay nắm cửa của chiếc xe được ốp bảo vệ này, bảo vệ lắp thùng xăng này. Khối động cơ là 2.0 lên cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe, đường trong phố nó rơi vào khoảng 9,26 lít. Còn đường ngoài đô thị nó rơi vào khoảng hơn 5 lít thôi, đường kết hợp khoảng hơn 6 lít. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ nổi bật cho anh chị và các bạn những cái tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến với bốn con mắt cảm biến phía sau, cùng với những cái tính năng như là cho anh chị và các bạn như là cốp điện. Chỉ cần bấm nút thôi nó sẽ tự động mở cái phần cốp lên cho anh chị và các bạn. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe này thì nó rất là rộng rãi. Khi mà ngồi đủ 3 hàng ghế thì nó chỉ có một cái không gian còn lại này để anh chị và các bạn chứa đồ. Phía bên sau thì nó sẽ có một cái cổng sạc 12V. Và phần rất hay của cái chiếc xe đó là cái phần gập điện mà trong phân khúc không có dòng xe nào có được. Đó, gập điện hàng ghế thứ ba. Với cái tính năng này nó sẽ thuận tiện cho anh chị và các bạn gập xuống để mình có thể để đồ. Mà nhất là chị em phụ nữ sử dụng thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Hai bên thì nó cũng có những cái phần như là bệ tì tay để cốc đầy đủ. Và bây giờ thì em sẽ vào cái phần ghế ngồi hàng ghế thứ hai ra để cho anh chị và các bạn cùng ngắm qua về chất lượng tổng thể về chiếc xe em đang cập nhật là còn đẹp như cái gì và chất lượng bề mặt ghế nó sẽ ra sao, xe có chở người thường xuyên không. Và đây là những cái phần thông số kính, nó vẫn zin theo nhà sản xuất đấy, tem mác QR đầy đủ. Những phần keo chỉ này, rồi là những cái chi tiết về cái phần tapi cánh cửa với những phần bọc da và những đường chỉ câu của chiếc xe nó vẫn rất đẹp. Chỗ trên này thì nó là phần nhựa giả da thôi. Có trang bị những cái phần nút đóng mở cửa này. Hay là trong đây là những con ốc bản lề của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể kiểm chứng là phần cột này có bị va không. Những phần bậc lên xuống của chiếc xe trên các mọi vị trí bác chủ bác cẩn thận bác cái ốp inox chống xước hay là thảm sàn rồi. Trung tâm hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có cửa gió điều hòa, các lúm điều chỉnh gió thôi, còn cửa gió điều hòa nó làm trên nóc trần cơ anh chị ạ. Bề mặt ghế ngồi của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Trần xe có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Đấy, có đèn trần đầy đủ cho anh chị và các bạn khi cần sử dụng đến này. Nó rất là tiện dụng. Với dòng xe Ford Everest thì nó trang bị rất nhiều các công nghệ an toàn và những cái tính năng để mình có thể trải nghiệm về vận hành, khung gầm chắc chắn. Đây là những cái phần cánh cửa cánh lái của chiếc xe thì các bác có thể cùng ngắm với em. Các chi tiết thông tin rất là rõ ràng. Tapi cánh cửa với các phím bấm chức năng như là lên xuống kính này, khóa kính này. Rồi trong đây là những phần tai xe, ốc bản lề. Với những cái phần ốc bản lề của chiếc xe này được sơn cùng màu với cả màu ngoại thất nên có vấn đề gì mà va chạm hay tháo ra sửa chữa thay thế rất dễ phát hiện. Ghế ngồi chỉnh điện, chất lượng bề mặt ghế da của chiếc xe, ghế lái, ghế phụ. Tính năng an toàn túi khí thì nó được trang bị đầy đủ các hàng ghế. Xe thì có trang bị cho anh chị và các bạn những cái tính năng rất là tiện ích như là các chế độ đường này, chống chân trượt này, khóa cầu V-side này, tắt cảm biến này, hỗ trợ lùi chuồng ghép ngang này, rồi là có màn hình giải trí này, rồi là vô lăng thì có tích hợp. Có cho anh chị và các bạn giới hạn tốc độ, có duy trì làn đường. Đấy, rất nhiều các phím bấm chức năng để tiện ích cho anh chị và các bạn sử dụng.
Bên sau đây thì nó sẽ có một cái cụm đồng hồ hiển thị vòng số km, còn hai bên cạnh là nó có hai cái màn hình điện tử để anh chị và các bạn điều chỉnh các thông số của chiếc xe một cách dễ dàng. Và máy móc của chiếc xe nó như nào thì em sẽ quay luôn cho anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Với cái khối động cơ của chiếc xe, nó sử dụng khối động cơ là máy 2.0 đi turbo cho anh chị và các bạn vận hành di chuyển rất là tuyệt vời. Với phần nắp capo này thì nó cũng có hai cái ti thủy lực giúp cho anh chị và các bạn nâng hạ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ắc quy của chiếc xe thì đã thay mới rồi anh chị nhé, và chi tiết rất là rõ ràng với một chiếc xe sản xuất năm 2021. Tầm tiền của chiếc xe này thì bây giờ đang có cái mức giá chỉ hơn 900 triệu thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe với những cái chi tiết zin nguyên bản. Đây là những cái phần thông tin về phần nắp capo. Và vừa rồi thì em đã cập nhật mang đến anh chị và các bạn thông tin chi tiết về chiếc Ford Everest phiên bản Titanium hai cầu sản xuất năm 2021 đang chào bán anh chị và các bạn với một cái mức giá bây giờ nó chỉ còn rơi vào khoảng hơn 900 triệu thôi. Anh chị và các bạn cần thông tin cụ thể chi tiết có thể trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết cụ thể thông tin rõ ràng cho các bác tham khảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.